Cái kia đấy đúng không? Kia đúng rồi, nhẹ đấy. Má bảo là biết anh ấy cái này này, lúc có nó mang nó bắt tôi về cái khác. Thiếu được. Nó bị gì đấy? Cái này cứ tìm cái kia không về. Mấy đứa nào cũng phải xin về chứ. Kia này nó còn bị thiếu rồi. Không, mà nó bê, vì anh nó bê cái này. Nó bê cái nhẹ anh. Kia nhẹ thanh. Vậy thì chắc là bỏ bạn cho nó thứ tư. Bỏ nó thứ tư. Không, nhưng nó xếp hàng cho nó lao thì lao thấp bê cái đầu tiên kiếm được. Đấy, tiền cái này nặng nhất. Cái này nặng nhất. Cái này thì cho nó nào khỏe. Một đứa bê thì hơi nặng nhỉ. Nó bê. Nó bê. Nhưng mà bây giờ nó bê vào rồi nó bê ra. Nhờ ra là gì? Chắc nhờ ra là gì? Có thằng em vợ bên Thái Nguyên mà. Nó này muốn nó về nó mổ cái xoang cuối cùng là thằng nó lại không về kịp. Em ơi chị, thằng hàng nó kia là ngày hôm qua thì chẳng phải gọi lại. Chị có bên kia. Bác Hoàng ơi, xe đỗ trước cửa cho mình thoải mái đúng không? Được. Sợ tắt đường đấy. Cứ để cho đỗ ngoài kia, khi nào gần đấy thì quay vào. Mẹ ơi, chúng nó bắt một cưới mình cho chị. Chị con đã trốn qua. Nó để chắc. Quý mở mẹ cưới đi. Đã hơn một cây gì. Cái này là cái gì rồi. Rồi xong rồi đúng không? Ê, còn hạ mấy cái nơ đâu nhỉ? Cái giọng này thì mấy cái nơ này rồi. Trời ơi, bắt cổ ra. Hỏi cái gì ạ? Cứ hỏi. Rồi. Vâng, người đất Việt. Ủa, Huy bắt đầu cưới. Cưới bạn không phải. Bây giờ có cốc phá phát là lổ luôn. Bây giờ có ngoài với là thuốc nổ. Có ngoài dập rồi. Đưa. Ai để đây? Bạn để à, người trước, người sau. Thì làm cái này. Không có để ra, để tự nhiên. Tạm cho thường có nạ. Tùy người. Chị ra dạ khỏe. Ờ, chị biết là khỏe. Chị là tiết 75 trái không khỏe, lắm đẹp. Nếu mà chị làm sao cố gắng tu chưa? Ông ăn gen được chứ? Uống được không? Ăn gen còn mỏ. Được chưa đây? Cái nào cần đi bảo tôi nhé, nhảy xe vào đây đổ chỗ cả. Đang đổ chở cạo. Ngay chỗ này, đổ ngay chỗ ủng hộ. À, chú phải cười xem nào. Bao nhiêu em mới 28 à? Có này ra này chưa bỏ. Còn lát ác này cơ. Đen thì. Đấy bảo nó. Nhưng sao đưa nó về bảo. Vợ xương là dài gái trai rồi. Ừ. Cũng tạm tạm thôi. Thế đã. Chúc mừng cậu. Nhiều người cũng đi đâu cũng đang không có gì. Chúc mừng gia đình chị. Hấp mạnh. Tôi uống từ trưa tôi say rồi không ạ, tôi đã mơ rồi. Giờ tao việc của ông tôi đang uống rồi. Đâu cái gì là chưa? Có một chút gì ống này ngon hơn. Ống rộng hơn đúng không? Không, cái nó mở tốt hơn. Vâng. Nó rộng hơn. Rộng hơn. Rộng hơn với chủ ở trong nhà. Hoàng ơi, Hoàng. Càng béo càng tốt. Quá. Càng béo. Xong rồi nhỉ? Chụp ảnh nhỉ? Chụp ảnh bên trái thôi. Từ từ để xem là có mở được cửa nữa không? Có mở được thêm một cái cửa nào nữa không? Cho rộng ạ. À, cho sáng. Sáng rồi. Đèn lên Hoàng ấy. Hết rồi. Dạ nhận chắc rồi em. Để buông trước rồi. Bây giờ mình bật thêm. Không cần cái lên dưới. Đây có trẻ thuốc cả. Ông Hoàng ơi. Cứ nào phải làm cái này đi. Sáng hết này. Không thể lên này.
trông cho cô ngồi nào. Rồi, đứng lên.
rồi chắc là em công là phải đo cái đầu mình ra thằng này phải cái gì mình cao mình đứng này rồi thằng cùng thằng hoa quả này phải trường này phải cao xếp cao trên đầu dần dần đấy ai nhớ mà chung mình nữa hợp lý hợp lý rể này rất chi là phởn nhá. anh ơi, tí nữa đi đi vào nhà gái thì cũng phải đi học tuần tự này. Tuần tự đấy. Lúc em cao thế này em phải đứng giữa. Cao được cuối. Tôi hình hơi xấu. Cuối nhưng mà cái chắc của em học đẹp. Thôi từ đây. Ông này không phải cần bóc cho cái lọ hoa này ra. Đi đều lắm mà đi trang là chụp ảnh với quay phim từ người một này. Đã. Ông nào có hết bọc đấy không phải lo à lo gì đâu mình yên tâm là đúng không đây là nguyên đây thì cả nhau quay đây trẻ là bao nhiêu gì nhỉ hả format trẻ là yên tâm dám đi trẻ là tám đi nguyên nguyên trẻ là tám đi trong khi một trong những cái đối với nhà lớp đấy cái này là từ quay vừa happy tí vẫn quay cảnh ở đây chú ý.